Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh bị viêm màng não do linh cầu lợn. Bệnh nhân VHK sinh năm 1966, trú tại Đoan Hùng Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn. Người bệnh có nổi ban sốt huyết lấm tấm dưới da, tiếp xúc chậm, giảm thính lực, được biết khoảng 10 ngày trước khi bị sốt, người bệnh có ăn lòng lợn. Nhận thấy người bệnh có dấu hiệu viêm màng não, bác sĩ của khoa bệnh nhiệt đới đã chỉ định chọc dịch não tủy cho người bệnh, làm xét nghiệm cấy máu và cấy dịch não tủy. Kết quả xác định bệnh nhân bị viêm màng não do linh cầu lợn. Theo các bác sĩ, linh cầu lợn có tên khoa học là Septococcus suis là tác nhân gây bệnh ở lợn và một số gia súc khác mang mầm bệnh, đôi khi gây bệnh trên người. Khi tiếp xúc trực tiếp với lợn ốm, lợn chết hoặc ăn tiết canh lòng lợn, thịt lợn nấu chưa chín vì vi khuẩn gây hai bệnh chính là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết có thể gây sốc nhiễm khuẩn, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì người bệnh có thể tử vong. Bộ Y tế vừa có công văn số 3687/BYTBH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2024. Theo đó, về mức hưởng bảo hiểm y tế Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày mùng 1 tháng 7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày mùng 1 tháng 7 đi khám chữa bệnh đúng quy định của luật bảo hiểm y tế có chi phí cho một lần dưới 351.000 đồng, 15% mức lương cơ sở thì được bảo hiểm y tế chi trả 100%, nghĩa là người bệnh được khám chữa bệnh miễn phí, con số này tăng thêm 81.000 đồng so với quy định trước đó. Về mức thanh toán trực tiếp, trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày mùng 1 tháng 7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày mùng 1 tháng 7 được quy định cụ thể Trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương tối đa không quá 351.000 đồng, trước đây là 270.000 đồng. Trường hợp khám chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 1.170.000 đồng, trước đây là 900.000 đồng. Trường hợp đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến tỉnh, và tương đương không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trừ trường hợp cấp cứu thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá một lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện tương đương tối đa không quá 2 triệu 340.000 đồng trước đây là 1,8 triệu đồng trường hợp người bệnh đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trừ trường hợp cấp cứu thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 5 triệu 850 nghìn đồng, trước đây là 4,5 triệu đồng. Ngoài ra, công văn số 3687 cũng quy định về mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 4 năm tháng lương cơ sở. Cụ thể, trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 1 tháng 7, tương đương không vượt quá 105,3 triệu đồng, trước đó là 81 triệu đồng. Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1 tháng 7, nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1 tháng 7, Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật và tính chi phí theo hai thời điểm. Cụ thể là trước ngày 1 tháng 7, thanh toán mức không vượt quá 81 triệu đồng và từ ngày 1 tháng 7, thanh toán mức không vượt quá 105,3 triệu đồng. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định số 444 ban hành danh mục 111 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Trong số này có gần 500 loại thuốc vaccine sản xuất trong nước được Bộ Y tế cấp mới, gia hạn 3 năm, có loại 5 năm. Tính đến ngày 2 tháng 7, đã có trên 10.000 loại thuốc vaccine được Bộ Y tế cấp mới, gia hạn theo quy định của luật dược 2016. Thực hiện nghị quyết số 80-2023-QH15 của Quốc hội, Bộ Y tế đã có 14 đợt công bố gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, với tổng số thuốc, nguyên liệu làm thuốc được công bố là 13.202, trong đó có 10.301 thuốc trong nước, 2.656 thuốc nước ngoài, 245 vaccine sinh phẩm. Hiện số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đã tăng gần 1.000 ca, gấp 2 lần so với năm 2023. Nếu như những năm trước, sốt xuất huyết tập trung tại các quận nội thành, thì từ 2 năm nay lại tập trung tại các huyện ngoại thành. Tại thôn Đồng Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng có 46 hộ, thì có tới 43 hộ có người mắc sốt xuất huyết, còn lại 3 nhà không mắc do đi làm ăn xa. Theo các chuyên gia, Nguyên nhân của dịch sốt xuất huyết tại xã Đồng Tháp là do thói quen sinh hoạt trữ nước mưa. Chính quyền tại đây đã phối hợp ngành y tế đã phun thuốc diệt muỗi, tổ chức tổng vệ sinh và đến từng nhà tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng dịch. Đây là năm thứ hai địa phương này là điểm nóng của dịch sốt xuất huyết. Theo các chuyên gia, việc phun thuốc diệt muỗi cũng chỉ có hiệu quả trong vòng một tuần. Vì vậy, để phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, cần có sự chủ động của mỗi người dân. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh này ghi nhận 15 trường hợp mắc ho gà. Đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, hầu hết trường hợp mắc ho gà đều chưa được tiêm vaccine theo độ tuổi. Theo khuyến cáo của ngành y tế, ho gà là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp, thường xảy ra ở trẻ nhỏ. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Cách phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vaccine ho gà đầy đủ và đúng lịch. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, nhất là các trường hợp mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ và các gia đình cần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho trẻ, bảo đảm lớp học, nhà ở thông thoáng, có đủ ánh sáng, thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần thông báo ngay cho cơ sở y tế